Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên là điểm sáng trong thu hút đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nên nhu cầu liên quan đến hoạt động ngoại hối, vay và trả nợ nước ngoài phát sinh ở nhiều doanh nghiệp. Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này đang được cơ quan chức năng và các tổ chức tín dụng đẩy mạnh. Nhằm hướng dẫn cập nhật những điểm mới trong quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối, đặc biệt là nghiệp vụ vay và trả nợ nước ngoài, sáng ngày 16 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hưng Yên tổ chức hội thảo quy định luật về quản lý ngoại hối, vay và trả nợ nước ngoài. Đến nay, Vietcombank Hưng Yên đã đạt quy mô tổng tài sản trên 20.000 tỷ đồng, phục vụ hơn 3.500 doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó hơn 400 khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Vietcombank Hưng Yên không chỉ là đối tác ngân hàng mà còn là đơn vị đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng đủ các quy định của pháp luật. Vietcombank Hưng Yên nghiên cứu rất kỹ cái thông tư này và muốn truyền tải tới các doanh nghiệp làm sao và hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ và thực hiện đúng đầy đủ các cái quy định của thông tư 08 của nhà nước để đảm bảo là doanh nghiệp cũng là hoạt động hiệu quả nhưng mà phải đúng quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam. Ngân hàng Hưng Yên đã hỗ trợ các doanh nghiệp kể cả về thủ tục và cũng như là các cái nguồn vốn đảm bảo giá cả cạnh tranh và thủ tục gọn nhẹ đúng đủ với pháp luật. Sau một thời gian triển khai thông tư số 12/2022 và thông tư số 08/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, có nhiều điểm mà các doanh nghiệp còn băn khoăn hoặc cần làm rõ thêm. Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đã thảo luận, nêu câu hỏi, phản ánh một số khó khăn vướng mắc trong thực tế như việc hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về vay trả nợ nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh và các giao dịch nhập khẩu hàng hóa trả chậm, thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài, chế độ báo cáo và các quy định về phạt vi phạm trong hoạt động quản lý ngoại hối. Một số vướng mắc tồn tại này đã được các chuyên gia từ Trung tâm Thanh toán Vietcombank và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hưng Yên giải đáp cặn kẽ, cụ thể. Việc đấy giúp ích cho việc là quản lý của Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp cần phải tuân thủ làm đúng theo các cái quy định về vay ngắn hạn cũng như vay dài hạn và đáp ứng được là lưu trữ chứng từ và chứng minh được việc mục đích sử dụng vốn vay của mình, giúp doanh nghiệp có thể sử dụng vốn vay hiệu quả. Và ví dụ như cái việc mà về cái việc mà có thể gửi tiết kiệm thì hạn một tháng thì cái đấy cũng là một cái rất là rõ ràng để doanh nghiệp có thể áp dụng. Tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hiện có gần 190 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Bên cạnh đó có trên 500 doanh nghiệp đăng ký và được cấp tài khoản truy cập, khoảng 300 doanh nghiệp có phát sinh dư nợ vay nước ngoài. Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh, việc cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký vay, trả nợ nước ngoài thời gian qua đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh và thu hút nguồn vốn FDI đến với tỉnh Hưng Yên. Ngân hàng Thương mại cũng rất cố gắng là đổi mới tư duy, phong cách phục vụ cũng như là đổi mới các công nghệ, các cái sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là chuyển đổi công nghệ số để mà phục vụ cho các cái doanh nghiệp FDI cũng như là doanh nghiệp vay vốn nước ngoài rất là tốt, góp phần quan trọng vào cái việc mà thu hút cái nguồn vốn của nước ngoài vào đầu tư của tỉnh Yên. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Nhà nước tỉnh, hệ thống tín dụng và doanh nghiệp, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính về vay, trả nợ nước ngoài nhanh chóng được thực hiện nhanh, giúp các doanh nghiệp được sử dụng tiền vay vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ dự án đầu tư đã được phê duyệt, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.